Xin chào các bác nhé. Hôm qua bọn em có thông báo là xin các bác nghỉ một ngày. Nên thực tế ra thì hôm nay bọn em vẫn đi chiến đấu lắp xe như bình thường. Thì hôm nay bọn em có một cái đơn hàng cung cấp xe dưới Hạ Long đi thuyền ra đảo nào đấy thì em cũng chưa biết được. Thì là hôm nay bọn em xuống cấp dàn xe này cho anh ở dưới Long làm dịch vụ cho thuê xe. Thì là bọn em cấp cái dàn xe này là dàn xe Việt Nam thôi. Bọn em cấp hết cả dàn xe Việt Nam rồi, xe địa hình các thứ các bác nhá. Các bác cùng bọn em đi hôm nay xem bọn em đi đâu và lắp xe như nào các bác nhá. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi, anh em bọn em đi ra làm bát phở đã, xong rồi lên đường. Vừa mới đi qua trạm soát vé đầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi, thì chắc chạy khoảng tầm hơn một tiếng nữa là xuống đến Hạ Long thôi. Chạy thử cao tốc mới Hải Phòng Hạ Long xem như nào các bác nhé. Thôi bọn em tắt video đi và tí nữa đến đoạn đường mới bọn em sẽ tiếp tục quay. Bọn em đi hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi. Đây thợ chính lắp xe đây cho nghỉ dưỡng đang phải cho nghỉ dưỡng chứ. Đây mọi người nhớ đây, 500m đây đi theo lối ra về hướng cầu Bạch Đằng. Đây, lên cầu Bạch Đằng đây.
em bọn em đã đến nơi rồi đây. Bắt đầu chuyển hàng xuống, xuống thuyền du lịch ra đảo. Đi tàu làm cái tàu này. May quá, xuống đây có mấy ông anh này chuyển cho chứ không à. Mấy anh em mà không đứng lên thuyền mà chuyển sang lộn cổ sông chết dở. Chỗ đây là bãi tập kết thuyền du lịch để sửa chữa. Kia đang đóng một thuyền du lịch khá là đẹp các bác ạ. To phết, tàu sắt. Đây khu vực bọn em chiến đấu 20 cái xe đạp cấp cho bên du lịch đây. Quá ổn rồi, cái sân tàu này khá là rộng. Mái che đàng hoàng không lắng các bác nhé. Vậy sông nước lại thoáng nữa. Đây khu vực bọn em tác nghiệp đây. Nắp xong tí chuyển sang cái tàu bên này. Chuyển sang tàu bên này cho các bác ấy trở ra đảo. Phục vụ du lịch. Hy vọng các bác phát triển du lịch xanh gắn kèm với cả cái xe đạp này phát triển tốt. Bọn em ba anh em bắt tay vào làm thôi, nó nhanh để bàn giao xe cho các anh sớm. Anh em tác nghiệp xong sớm đi chơi sớm nhá. Đấy, tác nghiệp xong sớm đi chơi sớm nhá. Hàng vẫn để chắc chắn ngon lành. Đây, lắp được một cơ số xe rồi đây. Còn đống này nữa.
còn đống này nữa ba anh em chiến đấu lốt. Nó bắt đầu thành bãi chiến trường rồi. Rồi anh em đã lắp xong xe. Hôm qua cuối cùng chơi, đấy là chơi hết con mẹ bốn con. Hôm qua là chơi là con 2 lít. Xe đã lên thuyền hết để ra đảo gì anh nhỉ? Các bà. Ra bãi cháy thẳng tiến. Bãi cháy thẳng tiến. Cháy ơi. Anh đang đánh. Đâu em quay video mà. Cái hàng có mini nhật đấy hả? Như vậy là bọn em vừa mới lắp ráp xong 20 cái xe rồi, vừa hôm nay làm xong sớm, vừa mới lượn lờ vào chợ Hà Long một tí, bây giờ là trên đường về Hà Nội đây, kết thúc ngày làm việc ngày hôm nay. Đây là bọn em đang đi qua cầu Bãi Cháy, kia là Sang Gua thì phải.